mừng cả nhà đến với Pronunciation Tips, chủ đề Christmas từ Megan V-E-O-L. Trong video này, Nhân chia sẻ mọi người cách đọc một số từ liên quan đến Christmas. Và từ đầu tiên chúng ta sẽ học đó là từ như tuyết. Mình sẽ đọc cái từ này là snowman. Mình sẽ thấy này, từ này hai âm. Nhấn vào âm đầu tiên. Âm đầu tiên mình sẽ đọc là snow. Mình đọc lên này, âm thứ hai mình đọc xuống. Man, đọc là snowman. Snowman. Từ thứ hai chúng ta sẽ đọc đó là từ wreath. Từ này là nó, đây là vòng được đan với các cái lá cây, hoặc là có thể bỏ một chút quả lên trên đó để treo trang trí ở trong nhà, hoặc là Giang thường thấy là người ta sẽ treo ở trước cái cửa giống như chào đón Giáng sinh ấy, trước cửa nhà mình. Thì từ này mình sẽ đọc là wreath. Wreath. Từ này khá là dễ, mình đọc ngang lại một âm wreath. Âm cuối này này, mình đưa lưỡi ra, đẩy hơi ra. Wreath. Từ thứ ba chúng ta sẽ học đó là từ bells. Cái chuông. Chuông, chuông mình để trang trí. Thì bell, từ gốc của nó là bell. Nhưng mà nếu như xuống nhiều thêm s vào, âm này là âm cựu thanh nên s này sẽ đọc là z. Và mọi người chú ý này, âm L, L chúng ta sẽ đọc là bells, bells, bells. Từ thứ tư chúng ta học đó là từ candle, candle. Mình sẽ thấy là trong khi đến Giáng sinh và các nhà hàng thì chúng ta thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy được người ta sẽ bỏ nến ở trên các cái bàn ăn của mình để cho nó ấm áp và lung linh hơn. Thì từ này mình sẽ nói là candle, candle. Và tương tự như vậy, nhấn vào âm đầu tiên mình sẽ đọc lên xuống, và mọi người chú ý này, cái cuối này này, cái cuối này này, ồ, mình sẽ đọc từ này là candle, candle. Từ thứ năm chúng ta sẽ học đó là từ holly, holly, holly. Nhấn vào âm đầu tiên lên xuống, holly, holly. Và chúng ta cùng nhau ôn lại năm từ này nhé. Từ đầu tiên chúng ta sẽ đọc là snowman, snowman, snowman. Từ thứ hai chúng ta sẽ đọc là wreath, wreath. Số nhiều chúng ta đọc là wreaths, wreaths. Từ thứ ba chúng ta sẽ đọc là bell, bell, bell. Số nhiều mình đọc bells, bells, bells. Từ thứ tư mình đọc là candle, candle, candle. Từ thứ năm mình đọc là holly, lên xuống, holly, holly. Now your turn. Very good. Và hẹn mọi người vào các video sau. Nếu như thích video này, Megan một like. Và nếu như mọi người đây là lần đầu tiên đến với Megan VOL thì hãy subscribe và ấn nút chuông nhé. Bye bye.